Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Afk. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn cách đi đỉnh núi thời gian số 13 khu rừng bốc cháy nha. Rồi mình sẽ dùng con hạt newbie đi luôn để cho các bạn có cái nhìn trực quan hơn. Đi cái này thì chúng ta sẽ gồm hai bước. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phá hủy cục này. Rồi các bạn dập tắt. Như vậy là chúng ta có cái đường để chúng ta lụm cái rương rồi các bạn ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục. Newbie nếu mà các bạn nào chưa đủ lực để đánh thì các bạn cứ mượn tướng đó đi nha. Mượn mấy con mà có khả năng sốc sát thương cao, hoặc là vừa có sát thương vừa có khả năng hồi máu á, chơi được. Rồi, chúng ta xài cái lửa này. Nhấn vào phá lửa luôn các bạn. Rồi con chuột nó sẽ bỏ nó chạy mất nha. Sau khi dập lửa thì chúng ta sẽ qua đánh được cái ải này để nhận rương này các bạn. Rồi chúng ta đánh mấy chỗ này để chúng ta nhận rương vàng luôn nha. Rồi sau đó, sau khi đánh xong mấy chỗ đó thì chúng ta sẽ tiến lên đây. Đánh mấy cái rương này các bạn. Mình sẽ skip cho nhanh nha. Rồi sau khi đánh xong cái dàn quái chỗ này thì chúng ta tiến lên được khu này các bạn. Sau khi tiến lên đây thì các bạn hãy đánh cái bài quái chặn đường trên đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào trinh sát ẩn mình. Nó sẽ hiện ra một cái ấn ký này các bạn. Các bạn sẽ nhấn vào. Nó sẽ chuyển các bạn sang ô bên đây nha. Sang ô bên đây thì mình phải đánh tất cả các ải này để mình lụm cái rương kim cương chỗ cái góc đó các bạn. Thì ải cuối thì nó sẽ khá là khó đối với newbie, do đó thì các bạn cần phải mượn tướng nha. Ạc góc của các bạn đánh thì nó sẽ hơi cực. Rồi để cho nhanh thì ạc mình đã lụm cái rương này rồi, mình sẽ skip cho các bạn luôn. Sau khi nhặt cái rương kim cương ở đây xong thì các bạn sẽ kết thúc. Các bạn sẽ kết thúc nè. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại. Cái đỉnh núi thời gian này yêu cầu các bạn phải đi 2 lần thì nó mới qua được nha. Lần thứ 2 thì chúng ta sẽ nhấn vào chỗ này. Rồi các bạn khon dập lửa, bạn khỏi dập luôn cũng được. Rồi chúng ta sẽ đánh qua cái dàn quái này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phải clear nguyên một cái bài quái này luôn nha bạn. Các bạn không được dùng lửa đốt đâu, các bạn phải đánh bằng tay á. Các bạn lưu ý là chúng ta không dùng lửa để đốt nha. Các bạn lưu ý follow và đi đúng với cái hướng dẫn của mình. Nhiều bạn thì bạn skip, bạn bỏ qua rồi bạn không để ý, bạn đi sai rồi bạn hỏi nhiều câu mình thật sự chưa gặp bao giờ luôn các bạn. Và sau khi mình đã tìm ra vấn đề thì lý do là do các bạn đi sai, đi thiếu bước các bạn. Rồi mình sẽ skip cái quá trình đánh một đống cái bài quái này để cho nó đỡ tốn thời gian. Rồi và đây là kết quả sau khi mình đã clear nguyên một đống bài quái nha các bạn. Giờ mình sẽ click vào cái con chuột này. Rồi sau khi click vào chuột thì mình sẽ đi qua đây mình đánh cái bài quái này. Sau khi đánh xong thì mình sẽ đánh cái bại quái cái con Aegis tướng địa ngục này các bạn. Rồi, cháy lửa. Cháy hết luôn các bạn. Đó, cháy hết luôn. Bây giờ thì mình về mình dập lửa thôi. Rồi các bạn cùng xem nè. Nó đã mở đường hết cho tất cả các chỗ chúng ta cần đi, cần đánh và nhận rương. Giờ việc của mình là mình clear hết tất cả các chỗ này và chúng ta nhận rương là xong các bạn. Điều lưu ý duy nhất là các bạn cần đánh những bài dễ trước, sau đó các bạn hãy đánh những bài khó nha. Chúng ta đánh những ải dễ trước để chúng ta nhận boost, để gia tăng thêm lực chiến cho team, rồi chúng ta mới đánh cái ải khó cuối cùng. Nếu mà bạn nào mà tự tin ở cao của bạn mạnh, không thì bạn mượn được tướng mạnh thì các bạn cứ pha ải cuối luôn các bạn. Một cái mẹo nữa là nếu mà bạn nào mà kiểu như các bạn yếu quá thì bạn hãy clear sạch tất cả các bãi quái luôn. Và các bạn lưu ý là cái bãi mà gần để đánh cái bãi cuối cùng á, các bạn đừng có xài nộ, các bạn tích nộ cho full team. Tới cái bãi đó thì các bạn hãy dùng. Đây là cách mà mình hãy dùng, mà trước kia mình không có mượn được tướng xịn, cũng như là mình chưa có tướng xịn đó đi các bạn, thì mình hãy dùng theo cách này. Đó là mình sẽ tích hết tất cả các boost, rồi gần tới cái ải khó thì mình sẽ tích full nộ cho tướng để đánh cho dễ các bạn nha. Còn bây giờ thì khi mà đã có những con hero cực kỳ mạnh và nó có khả năng hồi máu và cầu cưa tốt trong giao tranh, thì hầu như là đi đến đỉnh núi thời gian của Ark Newbie này thì mình không cần phải dùng cái trích đó nữa. Đó là chỉ dùng cho cái giai đoạn trước kia, giai đoạn khó khăn khi các bạn không mượn được tướng xịn. Thời điểm đó cũng chưa có nhiều con tướng xịn có khả năng mạnh như bây giờ các bạn. Ok, vài đường cuối cùng nữa là mình clear cái đỉnh núi thời gian, khu rừng bốc cháy luôn các bạn. Map 10, 13. Tiêu diệt con Aegis. Full 100% các bạn nha. Rồi ok, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay thì cho một like, subscribe, các bạn nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.